Trước tiên nhá, để dựng cái file này sang 3D, copy ra một file. Copy cái mặt bằng bố trí nội thất này. Copy lên bên trên, được chưa? Thực ra thì để đưa từ CAD sang Mac ấy thì cũng có nhiều cách. Nhưng mà đây là một cách này. Sau khi mà copy ra một bản vẽ này, xóa bớt đi. Thì xóa những cái gì? Trước tiên là xóa dim. Có những thứ cần xóa, dim này, rồi là text, được chưa? Rồi hack, đấy là những thứ không cần thiết cần phải xóa đi. Dim, text và hack. Thì để xóa nhanh mình có thể dùng lệnh lay ISO đúng không? Lay ISO. Chắc mọi người biết lệnh này đúng không? Thì chọn lay ISO, sau đó chọn vào nét dim và nét text chẳng hạn, enter này. Thì nó sẽ ẩn hết những cái layer mà không thuộc hai cái layer này. Ẩn hết các đối tượng không thuộc hai layer này. Sau đó xóa đi này và lay on lên đúng không? Đấy. Xóa hack này. Ví dụ như vậy. Xóa này, những cái kiểu như này cũng xóa hết này. Đấy. Cái này cũng xóa đi này. Ok. Sau khi xóa thì làm như sau. Bật bảng layer lên. Là enter. Đấy. Trong cái bảng layer này tạo ra khoảng 3 layer mới. Đấy, tạo ra khoảng 3 layer như này. Thì với 3 layer này mình sẽ đặt tên nó thứ tự như sau. Để cho nó dễ chọn nha, mình sẽ đặt tên là 3D tường. Đấy. Ứng dụng của tức là cái tác dụng của layer 3D tường này dùng để bo các đoạn tường để quản lý các đối tượng tường để đưa sang 3D. Và đồng thời đổi màu nó đi. Để cho nó khác khác biệt với những cái màu đã có ở đây nhá, để cho dễ nhìn. Ví dụ như đây mình chưa thấy có màu đỏ, nó chọn luôn màu đỏ cho dễ nhìn. Layer thứ hai là 3D sàn đi. Đấy. 3D trần sàn ví dụ thế. 3D sàn. Đổi màu đi. Cái thứ ba có thể gọi là 3D cửa. Thì tất cả các loại cửa. Ví dụ như vậy. Cái tên này không quan trọng nhá. Tên này tùy tùy mọi người muốn đặt là gì cũng được, dễ quản lý là được. Nhưng mà nên có chữ 3D hình trước vì như vậy mình cũng dễ chọn hơn. Tiếp theo này. Chọn layer 3D tường là cái layer 3D mình vừa mới tạo ra đúng không? Đây. Và tiến hành dùng lệnh BO, lệnh bo này. BO. BO là tên phím tắt của lệnh Boundary Creation. Lệnh này dùng để bo tạo một miền kín. Bo tạo một miền kín. Thì gõ BO Enter này. Cửa sổ hiện ra đúng không? Kích vào, chọn vào lựa chọn Pick Point. Chọn Pick Point. Chọn Pick Point này. Sau đó thì kích vào giữa các đoạn tường. Kích vào giữa các đoạn tường này. Enter. Đấy. Thao tác tương tự với những đoạn tường còn lại. Thì mình sẽ bo được những cái ô như này. Ví dụ đây này. Bo một nét liền như này đúng không? Đúng rồi, nó sẽ thành đường P-line. Bo lại như này. Tại sao phải bo? Mình không ê chút được ngay. Bởi vì trong cái lý thuyết về đường 2D mình đã tìm hiểu thì bắt buộc phải bo thì mình ê chút nên nó sẽ kín. Thực ra nếu mọi người không bo trong CAD thì sang 3D mình sẽ phải bo lại, mình sẽ phải vẽ lại. Nhưng mà với trường hợp này thì có thể là trong 3D trong trong CAD bo nhanh hơn. Đây, trường hợp như này. Không bo được này. Thì có thể là do cái đường tường này này. Nó do nhiều lý do. Thứ nhất là để bo được thì mình phải đưa cái hình bo này nằm giữa màn hình làm việc màu đen này. Được chưa? Cái thứ hai là để bo được thì nó không được hở, ví dụ đoạn đoạn tường này không được hở.
Cái thứ ba nữa là đôi khi có nhiều đối tượng bị ấy, là mình để dịch cái cửa ra này, hoặc là thậm chí cái cửa không cần thiết xóa đi thì mình sẽ bo được. Vẫn bị xóa nốt thằng này đi xem nào. Đấy, bo được ngay, thấy chưa? Bởi vì nó có những đối tượng khác ngay bên cạnh ấy. Nó không phân biệt được miền bo cho nên nó báo lỗi. Thằng này cũng bo lại này. Đấy. Nếu mà trường hợp quá khó khó bo quá thì mình dùng lại PayLine, PL Enter này. Sau đó thì vẽ kích một điểm. Vẽ theo. Được chưa? Vẽ theo các đoạn tường này. Thì để tạo được cái tường kín như này. Đấy, như vậy. Đây là cái cột đúng không? Cũng bo lại. Bây giờ khi sau khi bo xong mình kiểm tra bằng lệnh lay ISO nhé. Chọn nguyên layer tường. Đấy. Những thành phần là tường nó sẽ hiện lên này. Nó báo hiệu là mình đã bo thành công đúng không? Đối tượng này hình như bị lỗi. Lay on. Đấy. Đấy là layer tường này. Bây giờ chuyển sang layer sàn hoặc layer cửa trước đi. Chọn layer cửa, body cửa này. Và vẽ các đoạn cửa. Mình phân biệt các cửa đi và cửa sổ, mình vẽ vào. Ví dụ như ở đây nhá. Mình sẽ vẽ vào các cửa đi trước. Đấy. Đây cửa đi vào nhà vệ sinh đúng không? Cửa sổ này. Làm lần lượt thì nó sẽ không bị sót. Rectang REC đúng không? Bởi vì bản thân đường rectang này REC cũng là một một hình kín gồm có bốn cạnh. Sau khi bo được các đoạn cửa thì mình chọn layer 3D sàn này. Đấy. Mình vẽ một hình chữ nhật bao quanh cái sàn. Vì với cái hình với cái căn này ấy, thì là một hình cũng khá đơn giản, cho nên mình chỉ cần vẽ một hình rectangle là có thể bo được toàn bộ rồi. Còn không mọi người có thể vẽ P-line bo theo mép tường bên ngoài này. Được chưa? Thì sau khi mình bo được thành công những cái layer này rồi, mình cần cho CSS ra ngoài, CSS ra ngoài này. Ra laptop chẳng hạn, mình đặt tên của nó. Ví dụ như đây là xuất CAD sang 3D. Vậy vậy. Nói chung là sẽ lưu cái file lại và bật 3D lên. Xét lại đúng không? Bật 3D lên. Thì để đưa được cái file file CAD đấy vào, mọi người sẽ vào file này. Sau đó chọn lựa chọn import. File chọn import. Trong import chọn mod chọn lựa chọn import này. Hoặc là kích luôn vào import cũng được. Cửa sổ select file to import hiện ra đúng không? Tìm đến phần desktop, tức là tìm đến nơi chứa cái file đấy và chuyển định dạng của nó thành DWG NDF. Đấy. Thì mình có ngay cái file này đúng không? Chọn open. Cửa sổ proxy object deleted hiện ra đúng không? Mình có thể chọn yes, kích vào đây, lần sau lại không hiện nữa. Yes hoặc no đều được. Đấy. Trong cửa sổ AutoCAD DWG DNF Import Option hiện ra này. Chuyển sang thẻ layer này. Đây có 3 cái thẻ như này. Chọn sang thẻ layer. Chọn Select from list, tức là chọn những layer từ danh sách đúng không? Ở đây mình sẽ chọn những layer cần đưa vào. Dùng lựa chọn Invert này. Mặc định nó sẽ chọn tất cả đúng không? Mình sẽ bỏ đi những layer mình cần đưa vào trong bài và mình chọn invert để đảo ngược lại. Những layer nào được kiểm đằng trước ấy thì được đưa vào trong bài của mình. Mình sẽ chọn 3D tường, sàn và cửa đúng không? Chọn ok. Đấy, mình sẽ thấy là
chỉ có ba layer đấy được đưa vào. Nếu mà mình không làm theo cái thao tác đấy thì mình chọn ok luôn, thì tất cả những đối tượng trong cả cái packet, cả tất cả như này nó sẽ đưa trong trong bài của mình. Như vậy nó sẽ rất là nặng và nó sẽ rất là vướng víu khi mình dựng hình. Thao tác tiếp theo là ê chốt các đoạn tường lên, thì chọn tường này, mình sẽ dùng lại ê chốt trong modify đúng không? Đấy, ví dụ cái này nó là 3m2, giả sử như vậy thì mình ê chốt theo 3m2. Có một số trường hợp nha mọi người, khi ê chốt lên ấy, khi ê chốt lên rõ ràng ê chốt 3m2 này, nhưng nó rất là thấp, ví dụ nó chỉ được khoảng như này thôi, nó chỉ rất thấp hoặc là rất cao, hoặc là rất cao như thế này, mặc dù mình đã nhập 3m2 nhá, 3200 ví dụ như vậy. Lý do của nó là như sau, là do đơn vị của két này và của mắc chưa đồng nhất với nhau. Thì trong két mình chỉnh lại đơn vị như sau. Đây mình sẽ chọn lại cái file vừa rồi đúng không? Mình có thể gõ lệnh UN Enter này. Cửa sổ drawing unit hiện ra đúng không? Trong cửa sổ này mình chỉnh lại đơn vị. Đây là dùng trong trường hợp mình nếu mà file file két và file mắc của mình ê chút lên mà nó không đúng kích thước ấy. Không đúng tỷ lệ. Thì dùng lệnh này trong két UN Enter. UR à UN UN unit ấy, viết tắt của unit. Thì precision mình chọn về 0. Phần đây là đơn vị của nó này, chọn mm. Ở phần lighting chọn international. Được chưa? Chọn ok. Đây là cách chỉnh đơn vị trong CAD. Rồi lưu file lại. Và có thể tiến hành import lại. Còn ở trong mắc ấy, chỉnh đơn vị mình vào customize chọn unit setup đúng không? Đấy. Chọn mm trong ở phần display unit scale. Sau đó kích vào system unit setup rồi chọn thành mm. Ok. Thì sau khi mình chỉnh lại cái đơn vị đấy mình có thể import lại. Hoặc nếu đơn vị trong CAD mà không không bị sai, có nghĩa là nó là đúng là đơn vị mm rồi, thì trong mắc mình chỉ cần đi chỉnh đơn vị trong mắc. Thì mình xóa ê chút đi, mình chỉnh đơn vị. Thấy chưa? Sau đó mình ê chút lại thì nó sẽ hết, không cần phải import lại nữa. Ok, sau khi được đoạn tường rồi đúng không? Mình chọn các đoạn là cửa này, đây là 3D cửa này. Tiếp tục ê chút lên. Dụ đây ê chút lên khoảng 900 đi. Sau đó dùng lệnh copy đúng không? Di chuyển copy theo trục Z lên trên. Đấy. Cũng là 900 luôn. Ví dụ như vậy. Mình có thể trừ kích thước đi để mình lấy phần trên. Ví dụ thế này nhá. Ủa. Ví dụ thế này, mình có phần trên này, phần cửa đi này đúng không? Cái tường này 3m2 này. Ví dụ cửa cao khoảng 2m3 chẳng hạn thì cái này 900 là đúng rồi. Copy xuống dưới này. Đấy. Cái này min min trục Z có thể giảm đi khoảng 850 chẳng hạn, hoặc 900 ví dụ như vậy. Như vậy là mình đã ê chốt được tường và các cái ô cửa đúng không? Nhưng nhìn vào đây thì thấy là đây là phần cửa vào, là cửa đi vào trong căn hộ. Còn đây các cửa đi từ phòng khách vào trong các phòng, mình cần phải xóa các ô này đi. Các cái ô này chỉ có phần chỗ cửa sổ nó có thôi. Thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chọn về Edit SPline này và mình xóa trong cấp độ thứ ba, chọn cấp độ 3 này, xóa các cái đoạn này đi, không cần nó nữa. Được chưa? Bây giờ kiểm tra lại toàn bộ. Thấy đúng rồi đúng không? Đoạn này vẫn bị thiếu này. Thưa là thiếu vì sao? Vì ban nãy mình trong CAD mình bo thiếu. Bây giờ mình bổ sung kiểu gì? Có cần phải import từ CAD không? Thì mình không cần, linh hoạt bằng cách là mình về mặt bằng mình vẽ luôn hình chữ nhật vào đây đúng không? Rectangle vào đây luôn. Bắt điểm trên mặt bằng. Thế là mình có thêm một ô. Bây giờ mình chỉ việc ê chút thôi. 850. Copy ra một cái này.
bắt điểm đi đã. Thằng này 900 này. Align vào đây. Mắc mắc. Ok. Bây giờ chọn tất cả đoạn tường, kể cả tường và những cái đoạn ô tường như thế này, ô tường bên trên cửa. Chọn sau đó thì nhóm lại, group lại, đặt tên là tường nhá. Đấy, cái thao tác này giúp mình quản lý đối tượng dễ dàng hơn. Có một cách quản lý khác ngoài việc group, đó là mình có thể quản lý bằng màu. Ví dụ vào đây nhá, mình bật F3 này, mình nhìn thấy này, màu của các đối tượng này, cái màu của cái đường sinh này, nó rất là lôm côm. Tức là chỗ thì màu vàng, cam, đỏ gì đó, chỗ thì màu xanh, chỗ thì màu xanh kiểu khác. Như vậy nó không đồng nhất. Mình sẽ chọn về màu khác. Ví dụ là mình sẽ chọn màu, một màu chẳng hạn. Thì sẽ thấy là cả cái đoạn tường của mình ở chế độ F3 ấy, nó sẽ cùng một màu như vậy. Đây là một cách để quản lý đối tượng. Thì cái này về sau mình sẽ nói kỹ với mọi người hơn. Cái thứ hai là thấy màu sắc của các cái đoạn tường này nó không đồng nhất về mặt vật liệu ấy. Bật bảng mờ lên. Sau đó chọn một ô vật liệu đúng không? Đổ cái này vào. Đấy. Và có thể đổi màu đi bằng lựa chọn diffuse. Tìm đến ô diffuse sau đó đổi màu đi. Cho thành màu trắng, màu sáng này cho dễ nhìn chẳng hạn. Tiếp theo xử lý đến phần sàn này. Sàn này etchút. Đấy, thì mình etchút âm xuống -100. Tại sao etchút âm? Bởi vì sàn là nó bắt đầu tính từ đoạn chân tường này. Nếu mình etchút dương mình phải lại phải đưa dịch xuống. Đúng không? Etchút âm cho nhanh. Thế là đã xong cái phần tường sàn. Bây giờ lưu file đã, xây lại đã không là mất. Đúng không? Ví dụ đây là dựng nội thất bằng két sang mắc. Ok. Bây giờ quay lại bản két. Mình sẽ dựng trần. Thì nhìn thấy mặt bằng trần ở đây này. Mặt bằng bố trí đèn chẳng hạn. Mình copy ra một bản. Copy ra một bản như vậy. Để gần vào đây. Và cũng tiến hành tương tự như ban nãy là xóa hết cả các đoạn dim đi. Đấy, xóa đi nhá. Lấy ISO cho nhanh. Xóa hết đi. Lay on lên. Xóa hết chữ text đi. Đây là các cái ô trần thạch cao. Thì đây là cái ô trần này. Còn đây là các lỗ để đặt đèn. Như vậy thực ra cái này có thể hơi nhiều đèn. Nhưng mà mình không bàn đến vấn đề đấy. Mình đang bàn đến vấn đề làm sao để dựng nó thôi. Bây giờ mình tiến hành mình bo như sau. Mình sẽ lấy luôn cái layer 3D sàn nhé. Lấy luôn cái layer 3D sàn ở đây. Thì cái sàn này mình khi mình đã đưa sang 3D được rồi đúng không? Mình không cần nó nữa. Mình có thể xóa nó đi. Hoặc là mình tận dụng luôn nó mà mình để thì mình di chuyển sang đây. Được chưa? Di chuyển luôn sang cái bản bên này. Bây giờ các đối tượng này mình sẽ chuyển toàn bộ sang layer sàn. Hoặc nếu đây là những hình chưa kín thì mình sẽ bo lại nhá. Nhưng mà đây là một đường tròn, nó đã kín rồi đúng không? Chỉ việc dùng lệnh MA để bo MA từ cái 3D sàn vào thôi. 3D sàn lúc này mình coi là 3D trần. Bởi vì mình dùng nó để mình vẽ trần nên mình sẽ gọi nó là trần nhá. Bây giờ bo lại như này. Đấy. Được chưa? Còn các ô này có bo không? Các ô này không cần bo. Không cần thiết phải bo. Được chưa? Nếu mình dựng nguyên cho cái phòng này mình có thể bo, nhưng mà dựng cả một cái căn hộ có thể không cần bo. Xóa đi. Chỗ này có một cái ô như này, thì đây là cái một cái khe trần này, vẽ một hình chữ nhật khác vào đây. Thuộc layer 3D sàn, tức là trần. Tức là dùng để làm đối tượng trần. MA nó vào và cái đoạn này xóa đi. Đấy. Thì đây là một cái trần. Bây giờ lay ISO nguyên cái lượng này.
Đây. Thì cái trần của nó sẽ kiểu như thế này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đưa cái này, nguyên cái lưu sàn này sang. Bây giờ nhá, lưu file lại, Ctrl S lại đúng không? Bây giờ sang 3D này. Dùng là import. Chọn đến cái đối tượng vừa rồi. Chọn nguyên 3D sàn đúng không? Invert lại, chọn OK. Thì chỉ riêng đối tượng sàn được đưa vào đây này. Được chưa? Lý do tại sao mình phải xóa cái layer sàn từ bên cái phần mặt bằng này, bởi vì đây nhá, khi mình đưa vào này thì những đối tượng nào thuộc một layer nó sẽ được đưa vào. Có nghĩa là nếu mình ở bên này này, phần bên này cũng có layer sàn màu xanh lam này đúng không? Và phần bên này cũng có này. Thì không chỉ chỗ này, phần két chỗ này được đưa vào, mà phần két chỗ bên này cũng sẽ được đưa vào. Vì vậy mình không cần bên này nữa, mình xóa đi, mình chỉ cần bên này thôi. Bây giờ di chuyển nó vào đây đúng không? Mình đã có điểm bắt điểm ở góc dưới này rồi. Thì mình di chuyển nó vào. Bắt điểm ở đây. Vì vậy. Được chưa? Bây giờ mình làm gì? Về phối cảnh này. Ê chút nó lên. 100. Và về mặt đứng. Kéo lên. Đấy, ví dụ như vậy. Chọn cái sàn bên dưới, kéo lên làm trần. Thì cái trần, cái mà mình đang kéo lên trên cùng này, nó sẽ là đóng vai trò là trần bê tông. Min max này. Còn thằng này, max min này. Ví dụ như vậy. Nó sát vào như này đúng không? Mình sẽ dùng F12 thì chuyển xuống 100. Tức là cái đây là cái trần thạch cao này. Nó sẽ cách trần bê tông khoảng 100. Được chưa? An quy đối tượng này ra, mình sẽ thấy đây là những lỗ trần thạch cao này. Về sau ấy thì mình sẽ đặt đèn ở những cái ô trần này. Ví dụ như ô trần này mình sẽ đặt đèn hắt ra ngoài khoảng giữa này đúng không? Còn những cái ô trần, những cái ô để đặt đèn những cái lỗ tròn này này, người ta dùng để đặt đèn downlight, gọi là đèn mắt trâu ấy. Thì mình để mình làm giả lập đèn downlight, mình sẽ làm luôn như sau. Mình sẽ copy ra một đối tượng tại chỗ bằng lệnh gì nhỉ? Ctrl V đúng không? Đấy, thì đây mình sẽ có hai đối tượng là trần tại chỗ như này. À, nhớ là copy với lựa chọn copy thôi, không cần insert. Sau đó thì quay về SPLine này. Chọn cấp độ thứ 3 này. Xóa cái mép ngoài đi. Được chưa? Thì xóa mép ngoài đi ấy, thì ê chút lên nó sẽ đặc, nó không còn rỗng như cái đối tượng trần kia nữa. Tiếp tục xóa cái ô đi. Lại dùng luôn những cái ô trần này. Mình sẽ dùng lệnh outline cho tất cả các cái hình tròn này. Outline vào trong một chút này. Ví dụ khoảng 10 nhá. Ok. Sau đó với hai lớp này, lớp trong lớp ngoài là mình detach. Detach nó ra. Ok. Được chưa? Và phần này, phần bên trong này này. Mình sẽ chút lên. Là 100. Phần bên ngoài này thì mình sẽ dùng rendering. Được chưa? Rendering để giả nó. Đây là một cái vành bằng inox. Vành của cái đèn mắt trâu đấy, của đèn downlight đấy. Tăng kích thước lên cho nó mịn này. Ok. Ví dụ như vậy, đấy là một cách rất nhanh. Bởi vì mình nhìn từ xa mình cũng không phân biệt được nó có thực sự là một cái đèn như một cái model đèn thực sự không. Thì đôi khi mình vội, mình không nhặt được model từ trong thư viện, hoặc là không dựng được một cái đèn downlight thực tế, thì mình sẽ làm như vậy. Nó là một cách rất là nhanh. Bây giờ mình kéo dịch lên này, để cho nó không bị lộ cái phần tròn ra. Đấy, như vậy thôi. Bây giờ mình zoom lên mình xem. Đấy, như vậy là được. Thì cái phần này, cái phần đèn ở trong giữa này, thì nó là một cái, về sau mình sẽ đổi chất liệu phát sáng cho nó. Tức là một thứ mà làm cho nó có thể
phát ra ánh sáng trắng. Nó sẽ giống như là một cái vật liệu đèn thực sự. Cái này giả lập đèn phát sáng thôi, đó là vật liệu vary light. Thì cái này khi nào mình học về phần vật liệu mình sẽ nói. Đây mình đã làm như vậy để ví dụ để cho mọi người tìm hiểu thôi, mọi người biết là tại sao mình phải làm như thế thôi. Đây, ví dụ như thế. Thì nó sẽ là giả lập những cái ô có thể phát sáng ra được. Thì đấy là thao tác dựng đèn của một cái thành phần của trần. Tiếp theo thì mình sẽ làm một thao tác là hướng dẫn dựng cái đồ nội thất này. Thì cái này là cái kệ tivi kết hợp với cả cái tủ giày, một kệ tivi kết hợp giá sách, rồi nó nói chung là nó cũng khá đa năng, bởi vì đây là một cái căn hộ cũng rất là chật hẹp. Thì mình sẽ lấy những cái thành phần của nó như sau. Thực ra cái kệ tivi này rất là đơn giản, nó chỉ có cái phần quan trọng như là cái mặt đứng thôi. Cái tivi này là vị trí của nó nằm ở đây. Đây. Nó sẽ nằm ngay vị trí ngay đằng sau cửa vào. Thì mình phải quan sát kỹ một đối tượng khi mình ejut từ két sang, mình cần lấy những cái gì. Ví dụ cái tivi này mình cần lấy chính là cái mặt đứng, những cái thằng này không cần nữa, xóa đi. Thì như ở đây nhá. TV này có hai phần, phần dưới phần trên. Nhìn mặt bên của nó này. Thì cái phần trên, phần này phần giá để đồ trang trí hoặc để sách, thì nó chỉ có 230, phần dưới nó lại là 330. Có nghĩa là độ dày khác nhau này. Thì mình sẽ lấy để lại hai phần nhá, xóa hết những phần khác đi và đồng thời xóa đi của nó. Để lại cái phần giá bên trên và giá bên dưới như này. Đấy, thực ra nó là tách ra thôi. Như này. Xóa những cái ô đi. Đây. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ lấy một layer trong ba cái layer vừa rồi, trong ba layer mà mình tạo ra để đưa sang 3D ấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái layer 3D tường nhá. Thì khi lấy ba layer 3D tường này để vẽ những đối tượng khác, thì mình sẽ xóa đi toàn bộ cái layer 3D tường trên mặt bằng cũ này, ISO này. Đấy. Xóa toàn bộ đi. Bây giờ lay on lên. Thì mình làm thao tác với bên này. Dùng là các lệnh như lệnh bo này, bo lại. Đấy. Trường hợp nó báo lỗi này bởi vì sao? Bởi vì cái phần dưới này này nó hở ra khỏi màn hình làm việc của mình đưa vào trong mình bo lại. Là bo được ngay. Đấy. Tất nhiên là về sau mình sẽ có những cái cách khác. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Có rất là nhiều cách để bo mà không cần thiết phải dùng lệnh như thế này. Đấy. Sau khi bo được những ô này rồi, mình bo phần dưới. Phần dưới như cái này có thể dùng lệnh rectangle vẽ cũng được. Như ví dụ như chỗ này có thể bo được này. Đấy. Nhưng mà trong này thì mình nên dùng lệnh rectangle để mình vẽ, bởi vì khi bo nó sẽ có cả viền ở đây và viền ở đây. Đây, cả hai viền. Đây là cái phần khung bên ngoài này, còn cái phần cánh tủ này. Mình sẽ dùng layer 3D sàn nhá. Hoặc 3D cửa, 3D sàn đi để vẽ. Mình sẽ vẽ này. Vẽ dùng rectangle để vẽ. Như này. Kéo lên đây đúng không? Ok. Còn đây là các cái tay nắm này. Tay nắm này nó đã được bo rồi này. Nó là người ta vẽ bằng hình chữ nhật. Nó kín rồi đúng không? Có thể chọn để đổi layer cho nó luôn. Mình sẽ đổi sang layer 3D 3D cửa đi. Đấy, ví dụ như vậy. Thì lúc đấy những cái thằng thuộc 3D cửa bên này xóa đi. Đấy. Đúng không? Sau khi làm xong rồi mình Ctrl S lưu file lại.
mắc lên, chuyển sang mắc này, lại import đúng không, chọn đúng cái file đấy, open sheet nữa thì chọn ok, quên mất. Đây đây cái này 3D sàn này này đấy, do phần trần này mình bo nhưng mình chưa xóa đi đây đúng không, cho nên khi nó mình đưa sang đưa muốn đưa phần này riêng sang này nhưng nó lại cả cái phần này sang, như vậy là không, nó sẽ mất thời gian cho việc mình phải xóa nó đi đúng không, thì lúc đấy cái đấy mọi người rút kinh nghiệm, đấy là lý do tại sao mình phải xóa hết đi rồi mình mới đưa sang. Bây giờ mình sẽ chốt à thằng này, cái thằng tay nắm này biến thành 3D rồi, thành đối tượng 3D rồi, không nói đến nó nữa, kệ nó đi. Ê chút những thằng này lên. Ở đây có hai phần này, phần tủ bên dưới và cái phần giá bên trên này, thì hai phần này đang thuộc layer tường, cùng layer tường. Mình đi tách nó ra, đi tách phần giá bên trên ra. Bởi vì mình còn ê chút với hai cái kích thước khác nhau. Ê chút là 330 đúng không? Theo như cái mặt bằng. Còn thằng này có 230 thôi. Về mặt bằng này. Move vào đây. Bây giờ chọn đây là các cái ô cửa của mình này. Ê chút lên. Thì mình chỉ cần ê chút lên khoảng 20 thôi. Đấy. Align lên mặt trên này, trục Z đúng không, mắc mắc. Bây giờ mình muốn nó lõm vào một tí, mình dùng F12 trừ đi khoảng 10 chẳng hạn, ví dụ như vậy, hoặc là 5 thôi. Sau đó mình đổ màu, bật bảng mờ lên cho nó dễ nhìn, cho nó dễ phân biệt. Đổi màu đi, ví dụ như vậy. Cái thằng tay nắm này, về mặt bằng mình vẽ cái khác. Mình dùng rectangle. Bắt điểm 2,5. Mình vẽ. Sau đó copy. Thằng này. Copy. Ok. Cái bọn này xóa đi. Bây giờ chọn một thằng trong đám này đúng không? Convert về SPLine này. Attack. Những thằng còn lại vào. Bây giờ ê chút lên. À, 15 20 gì đó đúng không? Align lên cái mặt cánh tủ này. Min max theo trục Z này. Ok, bây giờ xong cái giá đúng không? Group lại. Về mặt bằng. Đặt vào đây. Mọi người xoay lại này. Sau đó thì xoay được để nó nằm đúng vào vị trí. Được chưa? Đấy, vì mình dựng theo két, từ két sang và cái chút kích thước đúng như này nó dễ, nó rất là chuẩn như này. Đấy thì mình làm ví dụ hướng dẫn để đưa cái cánh tủ, cái kệ TV sang thôi. Còn những cái khác thì mọi người sẽ có thể tự làm được rồi. Đây còn có cái tủ bếp này. Rồi bộ bàn ăn này. Đấy, chi tiết của ghế này. Rồi đây là cái... chi tiết của cái giường rút. Giường rút tức là cái giường ngón kéo trong phòng trẻ con. Đây là tủ quần áo và bàn học, rồi là các thứ khác. Ở đây thì hướng dẫn thêm một cách, một cái nữa là mọi người muốn vẽ cái gạch ốp chân tường. Bài này mình sẽ vẽ gạch ốp chân tường rất là nhanh. Ẩn đi.
Đây mặt bằng này. Vẽ cái ốc trên tường vào đây thì dùng đường line vẽ rất nhanh. Đấy. Tắt cái rendering đi. Đúng rồi. Bỏ các đoạn này. Đến đoạn nào có cửa thì bỏ đi, thì không vẽ cái đoạn đấy. Đây cửa vào đúng không? Chỉ bỏ các đoạn có cửa đi, cửa sổ thì vẫn vẽ. Và chỉ vẽ các phòng như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, vệ sinh không vẽ. Chọn tất cả các điểm. Chọn corner này, đúng không? Sau đó chọn góc độ thứ ba này. Outline ra. -10. Đấy. -10 à? Outline vào đây, -10. Cũng là một cách, nhưng mà nên dùng cái này sau đó etude đây này, outline cho nó dày ra rồi mình etude nó lên 100 hoặc 150, đúng không? Nó sẽ nằm ở dưới dân tường như này này, chưa? Thì ban nãy đẹp có hỏi là khi vẽ như này đúng không, các đoạn line đứt đứt như này, mình dùng cái chế độ Start New Shape này, này. Cái này nói rồi đúng không? Thì nó tự động attach các đoạn mình vừa vẽ. Nó sẽ thành như này. Đấy. Thì những cái đồ khác trong này mọi người dựng hết. Duy có mấy cái đồ như kiểu là nội thất vệ sinh, rồi là những cái đồ trang trí như kiểu là chén, cốc, rồi nhiều thứ khác ấy. Hoa hết các thứ, mình có thể mình không cần phải vẽ, mình không dựng được ngay thì mình lấy thư viện cũng được. Tất nhiên những thứ đấy mình xong phần poly mình sẽ tìm hiểu cách, tìm hiểu cách mình dựng. Sau đó thì set file lại. Ok.